Rồi, hai con thằng lằn con đâu rồi? Hai con thằng lằn con cười nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằng lằn buồn hiu gọi chung đến mái mắn trò. Hai con thằng lằn con vui thì to nhưng đã cục ngồi. Ôi đớn đau quá trời, chúng hóc lá tơi bời. Cái gì anh đùa nhau cắn nhau đứt đùi. Cha hằng lằn buồn heo gọi chung đến nắng chờ. Hai con thằng gần con đuôi thì to nhưng đá cục người. Ôi đớn đau quá trời, chúng khóc ra tơi bời. Hai con hằng gần con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha hằng gần buồn heo gọi chung đến mái mắng cho. Hai con hằng gần con đuôi thì to nhưng đã cục rồi. Ô đớn đau quá trời, chúng khóc ra tơi bời. Hai con hằng gần con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha hằng gần buồn heo gọi chung đến mái mắng cho. Hai con thằng gần con đuôi thì to nhưng đã cục rồi. Ô đớn đau quá trời, chúng hóc la tơi bời. Ủa má tắt thở. Biết khen không? Khen 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 lẹ coi. Trời ơi, kiểu này 1000 điểm. Quá đã. À, giọng này đi làm ca sĩ là hơi bị đỉnh à. Tắt thở. Đúng rồi. Phải anh phải nghèo thế. Thì sao nào? Ờ, anh hai. Sao nào? Ấy vui vui. Ấy qua lo à. Ai về ấy tới giờ luôn. Chẳng còn nhớ những thứ đó là mình đâu. Để em mưa nói thêm một giờ soi. Nói thế này và say đắm đâu ai ai. Cô đã bước theo chồng trao tay tôi tấm thiệp hồng.
giỏi nha. Những chuyện vui bên không em có khi anh giữ tâm. Đừng nói khóc nữa nha, có làm gì đâu. Chiều giờ anh đâu làm gì sai đâu. Xin chạy hơn cái viết là mới kìa. Rồi rồi, không có rõ, ngủ đi Hoan, em thương. Ngủ ngon nha, cực gì. Em ngủ ngon nha. Muốn kể bên em ngủ ngon nha. Ngại cho em. Trong đêm mà đâu có hay, đâu có yêu. Ai cũng được. Không, không muốn con phải. Trời ban là phải lụm beautiful. Hôm nay những phụ bay bay nhẹ với cơn đôi tóc bay. Nghe thương nàng anh lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đâu có yêu mình nào. Anh vẫn không nhớ là từ mấy giờ. Hãy ta xem phim ngày tối nay. Hãy ta xem phim ngày tối nay. Anh vẫn là anh, đập luôn bình đá anh sẽ về với màu xanh. Cầu nguyện trong đêm đông do anh biết đã rất lạnh. Làm xong bài mới anh phải thu bỏ thật nhanh. Anh đâu thấy anh hạ baby anh không phải thắng baby. Có người kìa, cẩn thận nha em. Đừng làm chị thất vọng. Thấy em bắn ghê chưa? Qua là ghê luôn. Sắp cứu được rồi, cố lên em. Em chỉ biết cứu thôi, về còn lại anh chị lo nhé. Ok em, về còn lại cứ để cho anh. Bên anh đông quá, ai sang hỗ trợ được không? Chị đang ở xa em làm nghỉ à? Em cũng vậy, không sang được đâu. Rồi xong luôn. Anh bảo để anh lo mà, sao lại đi sớm vậy? Đông quá sao anh đỡ nổi. May cho anh là em vẫn còn xu. Chị còn đầy luôn, cứ thoải mái đi. Em chưa đi dễ vậy đâu, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Ôi rồi ôi, nguyên 4 người ép anh. Cân hết đi anh, sợ gì mấy bạn đó. Chưa bao giờ chị thấy nghị cân 4. Vậy bây giờ chị sẽ thấy. Để xem em làm được gì. Bơi hết vào đây, một mình tôi chấp hết. Cố cầm cự đi anh, em đang sang rồi. Đợi em sang tới nơi, chắc anh cũng đi rồi. Mấy bạn này kiểu gì, bắn anh không trúng bên nào luôn. Chắc là run đấy anh ạ. Anh bắn bò 2 rồi, còn 2 người nữa. Bắn đi anh, em hỗ trợ cho. Còn một bạn cuối thôi em. Hai anh em ổn không vậy? Ổn chị ơi, anh nghĩ sắp cân 4 rồi. Trời ơi, còn bộ hồi phục nữa. Gạt luôn đi anh, cho nó khỏi cứu. Em đi đâu vậy, quay lại hỗ trợ anh đi. Em tưởng anh cân được nên em đi nhặt đồ. Em đùa anh à, còn mấy người nữa mà. Trên đồi vẫn còn người bắn anh nè. Vâng, anh đợi tí em quay lại. Bên dưới còn một team nha mọi người. Anh nghĩ tự lo nhé, em không lên được rồi. Em cứu người đi, việc trên này cứ để cho anh. Cân 4 luôn, game hơi dễ. Đúng là anh trai của em, bắn nó phải cháy. Anh bắn yếu một, còn một chỗ em đó. Ngoài bo vẫn còn người anh ạ. À. Đông thật sự, súng anh sắp hết đạn rồi. Có người sau lưng em kìa. Nó ở đâu vậy anh? Xong hết rồi em. Bắn hay quá Nghị ơi. Còn một team trên đồi là có một nha mọi người. Bình tĩnh thôi em, không vội thế. Chị yên tâm, game này em no hết. Chạy đi đâu với anh bàn. Nhường em kêu của anh ơi. Ai nhanh tay thì được, làm gì có chuyện nhường. Chấp bạn xài bộ hồi phục luôn. Anh bắn từ từ thôi, cho một người bắn với. Còn mỗi người trông keo thôi. Để em mạng này nha. Hai anh em tranh nhau làm gì, để chị cho. Lại phải top 1, em muốn top 13 cơ. Mấy trận trước top 13 rồi, vẫn muốn nữa à. Mấy đứa nhiều kêu thế, chỉ được mỗi 2 kêu. Team mình trận này chắc cũng ít kêu. Công nhận ít thật, cả team được gần 40 kêu anh ạ. À. Suýt nữa thì được 40 kêu rồi. Với anh những ngày mà mình dòng chơi là thời gian đẹp nhất trong đời. Dù sao tất cả cũng qua rồi. Vậy nên ngày xuân
trong đêm mà đâu có hay. Trong game thì em đang ở một cương vị mới. Thực sự đó là một bước tiến nhảy vọt so với em của cách đây 2-3 tháng trước đây. Em nghĩ là đồng đội của em cũng phải nên cố gắng để theo kịp em. Trước đây thì em vẫn lẹt đẹt ở danh đồng 1, nhưng bây giờ em đã khác xưa rồi. Trong khi các bạn còn đang ở huyền thoại, cao thủ, đại kiện tướng này kia, thì em đã vượt đến mức kim cương 1. Đối với các game thủ cùng đồng trang lứa chơi game được hơn 3 năm, thì em với họ cũng đang ở một đẳng cấp khác. Em thì ở một cái đẳng cấp không phải họ cúi xuống là tới được. Bởi vì cái trình độ chơi game của em thì 3 năm nó cũng ngang ngửa với 3 tháng thôi à. Vậy nên đồng đội của em ơi, ai mà lỡ xui xẻo ghép chung tay với em, đặc biệt là cần cố gắng chạy nhanh để đuổi kịp em. Bởi vì cái nét của em thấy địch là em té á. Trong 36 kế chạy là thượng sách mà. Mà thật ra số em cũng hên quá đi. Chơi game chung thì mọi người cũng đều biết cái nét mình chơi game ngu rồi, nên mọi người cũng không có trách. Nói chung là trước khi chơi game thì cũng đều chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp và chuẩn bị tụt danh. Nhà mình thì vẫn có truyền thống kéo tụt danh ra truyền, nên là anh em nào thấy việc tụt danh khó quá thì hãy liên hệ với em nhé. Thank you. Không phải cái gì cứ thích thì nó sẽ là của mình. Cả cậu cũng vậy. Cảm giác đứng ngoài sảnh một mình mà không ai mời á, thật sự tồi tệ. Thì thôi, hẹn ngày cơm bát nha. Top top top.
vẫn vương. Ta mong chờ nàng mấy thu, đời nàng mấy kiếp luân hồi, vì ngàn ngày đã nở hoa nàng ở đâu. Sau khi hết ế và có người yêu thì bây giờ tao mới biết thì cảm giác có người yêu nó đã tới vậy luôn á mày ơi. Cái gì vậy bà nội? Tao chơi game á, lúc nào cũng được người gánh, ngồi nhường đồ nè, lúc nào cũng có người phía sau chứ. Vậy đó với mày là đã rồi hả? Trời ơi, tưởng gì, ghẹ tao ngày nào cũng mai trà sữa, bánh tráng trộn qua cho tao hết. Tao chỉ cần muốn đi đâu là ảnh chở tao đi liền à. Ảnh còn gọi tao là bé nữa kìa. Nói gì nói chứ người yêu ở ngoài đời đã hơn trong game nhiều nha. Mà Thái này ghế chờ vài bước chia tay giờ. Hai chị có người yêu nên được cưng chiều quá hè. Em không có người yêu nhưng em cũng được cưng chiều giống mấy chị nè. Anh cai gửi chị chứ ai. Hôm qua ảnh chở em. Rồi sao nữa? Ảnh cài qua nó bảo hiểm cho em. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Còn gì nữa mày nói hết luôn đi. Xong rồi bật cát cho ngay em nữa. Hạnh phúc ghê á. Trời ơi, cái quân què gì vậy bà. Úi ơi, can thiệp vào game gì đã quay gà rán xử lý. Mà sao mấy cái hôm kia cứ thích đăng video mình nên làm gì nhở? Hồi lôi thẳng ra là mẹ không có còn tiền. Đầu ngu như con bò ấy. Tệ đi bú phim mình hack làm cái gì. Lực cười vãi lồn. Sống trong kỷ niệm của em dù anh có chết cũng không sao.